Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường nụ của cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở trường nụ của chúng em sẽ giới thiệu lên cho tất cả các bác cùng được chiêm ngắm chiêm ngưỡng về một số sản phẩm đồ gỗ của bên cơ sở trường nụ của chúng em có sẵn tại cửa hàng ngày hôm nay ạ. Vâng, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đây cho tất cả các bác cùng được chiêm ngắm chiêm ngưỡng, đó là một bộ trường kỷ cổ đồ. Bộ gồm có là 3 món, 2 băng dài và 1 bài. Và mà bên cơ sở trường nụ của họ cho là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định, và số điện thoại liên hệ em là 0912 862 834 ạ. Em đã ghim trên màn hình rồi. Vâng, và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về bộ trường kỷ cô đồ đã. Đây là chiếc tựa của chiếc băng ghế dài, được làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gỗ mật và gỗ mật ạ. Đây là những cái phần nô chính của chiếc tựa này, được chạm cảnh là cô đồ. Có nô giữa, đây được đục chạm là cảnh cô đồ Đông Bích. Nô là nô liền tấm luôn, có khung bao cột là bằng 4 x 4 cm, nó được vo tròn, có hàng được đục chạm rất là kênh bong, tỉ mỉ và sắc nét. Những cái nô đục chám này, xem vào đó là những con song tiện ở phần cạnh tựa này, tạo nên những điểm nhấn cho bộ trường kỳ này. Bộ trường kỳ này thì được đục chạm là 2 mặt ạ. Đây là phần mặt trước ạ. Và em sẽ quay sang phần mặt sau cho mọi người cùng được xem chi tiết hơn. Đây là phần mặt sau của bộ trường kỳ ạ. 2 mặt đục chạm như nhau. Phần mặt sau cũng như mặt trước đục chạm như nhau. Phần chân đục chạm cô đồ hàng theo nối cổ. Phần bệ, phần diễu này đục chạm là rơi ngậm kim tiền này. Hàng rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Bảng chân này là vuông khoảng 10 cm, rất to, đục chạm rất là kênh bong. Bộ trường kỷ này gồm có là 3 món này, 2 băng dài và 1 bàn. Còn đây là chiếc bàn này, sẽ quay cho mọi người được xem. Cơ sở của em đã được hoàn thiện vernis bộ trường kỷ này, rất là kỹ, rất là mịn luôn, giờ rất là mát tay. Chiếc mặt bàn này là ná liền tấm ạ. Một chiếc mặt bàn rất là lớn luôn. Phần chân bàn này, chân bàn cũng vuông là 10 cm vuông, rất là to. Phần đeo đục chạm là rơi ngậm kim tiền. Hàng làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gỗ mật hùng mật này. Bộ gồm có là 3 món ạ. Các bác nào quan tâm đến bộ trường kỳ này hãy kết nối với em qua số Zalo em đã ghi trên màn hình, đó là 0912 862 834 ạ. Vâng, với bộ trường kỳ của đồ đại này thì bên cơ sở ở trường đủ của em sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, giá là 35 triệu. 35 triệu cơ sở cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tận nhà tất cả các bác luôn. Đó là sản phẩm tiếp theo. Em có đây là một bộ trường kỷ móc ạ. Bộ gồm có là 6 món. 1 băng dài, 2 ghế đơn, 1 bàn và 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Nó được làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gỗ mật của mật này. Bộ ghế móc mỏ. Những cái phần tựa này đều được vo tròn thành những chiếc móc mỏ này. Nhìn rất là điêu luyện luôn, nhìn rất là thanh thoát. Bộ ghế dành cho những bác nào mà thích lau chùi một cách đơn giản, những bộ ghế nhìn phong cách đơn giản. Chiếc băng ghế dài này được kết hợp vào đó là 3 ô đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây. Cơ sở của thuyền đã chọn lọc ra những ô đá vân mây này rất là kỹ càng để ghép vào bộ trường kỳ này. Những ô đá vân mây nhìn rất là đẹp luôn. Đây là chiếc băng ghế dài. Em sẽ quay sang chiếc bàn. Chiếc bàn này được kết hợp là những một ô đá cẩm thạch rất là lớn, đá vân mây, có một ô đá liền luôn, đá dày 2 cm, rất là lớn và đẹp. Chân của chiếc bàn cũng như là chiếc đôn chiếc ghế này đều được vo tròn theo kiểu móc mỏ, có một kiểu dáng đơn giản cho các bác nào thích đơn điệu. Đây là phần mặt sau của chiếc ghế, cũng vo tròn như mặt trước luôn này. Hàng được hoàn thiện vernis rất là kỹ, rất là mịn luôn. Các bác nào quan tâm đến bộ ghế móc mỏ này thì anh liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Với một bộ trường kỷ móc mỏ này, bộ gồm có là 6 món này, thì bên cơ sở trường nụ của họ thì cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 25 triệu. 25 triệu cơ sở cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác.
Rồi sản phẩm tiếp theo em có đây là một bộ trường kỳ Tam Sơn này, đó, đục chạm tích người này, đó, bộ được đục chạm rất là kênh bong luôn, gồm có là ba món là hai băng giả và một bàn, có tựa Tam Sơn đục chạm là tích người, đó, đục chạm rất là tỉ mỉ sắc nét và kênh bong luôn, đó, tất cả những chiếc nô này đều là nô liền tấm cả, rất là dày, đó, phần vai trên là vai cuốn và cũng được đục chạm là những cây mai hóa rồng. Đó. Đây là những phần vai cuốn này đều được đục chạm là những cây mai cài thọ hóa rồng. Đó, chiếc vai cuốn này cũng rất là lớn luôn. Đó, bộ trường kỳ này đục chạm là hai mặt này, mặt trước cũng như mặt sau luôn. Đó, phần mặt sau này đục chạm là những cái chuyện gấm cũng như là cạch cây tứ quý này, tùng trúc cúc mai này. Đó, bản khung cột cũng được đục luôn, đục chạm là những cây lục bình hoa mai. Đó, chân bản chân là 10 sen vuông, cũng như phần rĩu đục chạm là cảnh sóc nho. Đó, bộ trường kỳ này đục chạm rất là kênh mong luôn. Đó, các bạn là quan tâm đến bộ trường kỳ này thì kết nối với em hoặc để lại số điện thoại dưới bình luận, em sẽ kết nối với các bác. Đó, đây là chiếc bàn này. Đó, mặt phần bên trên mặt này cũng được kết hợp của đó là một tấm đá, tấm mặt ván liền rất là dày. Đó, chân bản chân 10 sen vuông. Đó, phần bệ này đục chạm này rất là kỹ, đục chạm những cảnh cổ đồ Đông Bích này, hàng theo núi cổ xưa. Đó, bộ trường kỳ Tam Sơn đục chạm tích người này. Đó, các bạn quan tâm đến bộ này thì hãy trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Đó, với một bộ trường kỳ Tam Sơn đục chạm tích người như thế này thì bên cơ sở của chúng em sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 35 triệu. Đó, 35 triệu một bộ trường kỳ Tam Sơn. Đó, các bác nào mà xem hình không rõ hoặc nghe không rõ thì hãy liên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo, em sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bác qua số Noza. Và loại sản phẩm tiếp theo đây em có đây là một bộ trường kỳ vai cuốn nữa mà được đục chạm cũng tích người, tích Tam Quốc này. Đó, tất cả những cái phần nô chính của chiếc tựa này đều được đục chạm tích người, tích Tam Quốc, nô rất là dày luôn, dày 4 xe. Đó, vai trên là vai cuốn này, đục chạm tích người, đục chạm kênh bong, đục thủng luôn. Đó, đục chạm rất là chi tiết này. Đó, đục chạm rất là tỉ mỉ, sắc nét luôn, khoét thủng luôn, hàng đục chạm kênh bong. Đó, vai trên là vai cuốn. Đó, và phần mặt của chiếc đoạn dài này là mặt liền luôn, dày 2 sen. Đó, một tấm liền. Đó, rất là dày luôn. Đó, chân thì được soi được những đường chỉ mây. Đó, phần bệ phần rĩu đục chạm cảnh chim hoa. Đó, chiếc bàn này chân cũng được soi những đường chỉ ống tơ này. Đó, cũng như là phần rĩu này đục chạm tích người Tam Quốc này, đục chạm rất là kênh bong. Đó, các bạn quan tâm đến bộ trường kỳ này thì nên trực tiếp với em. Đó, các bác nào mà xem thì hay thế đẹp trong clip ngày hôm nay thì các bác hãy cho cơ sở em là một tim cũng như là một follow hoặc một chia sẻ kênh để cơ sở em có động lực hơn cũng như là phát triển kênh để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo của người chiêm ngưỡng về những cái sản phẩm đồ gỗ của bên cơ sở ở trường nụ của chúng nha. Với một bộ trường kỷ vai cuốn chỉ mây bộ chạm tích Tam Quốc này thì bên cơ sở của chúng tôi sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 35 triệu một bộ trường kỳ này. Đó, 35 triệu cơ sở cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác. Đó, loại sản phẩm tiếp theo em có đây là một bộ một cái cây tủ chè. Đó, đây có đây là một cây tủ chè được khảm ốc sa cơ đỏ lửa vàng chanh luôn. Đó, một chiếc cây tủ chè được khảm cảnh chim hoa mai treo. Nó được làm trên chất liệu là gỗ cụ hay gọi là gỗ mật của mặt này. Đó, và giờ em sẽ quay chi tiết đó, cho mọi người cùng được xem. Đó, đây là em sẽ quay phần chiếc cánh tủ này. Đó, cánh tủ được đục cẩn ốc cảnh mai treo, ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh luôn. Đó, ốc thì không thể chê vào đâu được, rất là đẹp. Đó, cảnh chim hoa này. Đó. Tiếp theo đây là những phần nèo tủ đục chạm là nèo cành hồng.
Rất là cênh bông, đục chạm, rất là sắc nét, tỉ mỉ. Và gọt những cái cây cành hồng này rất là sắc nét luôn. Đó, tiếp theo là cánh thứ hai của chiếc cây tủng này. Đó, ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh luôn. Đó, được cắt tỉa cũng như là được phối màu rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay. Đó, với một chất ốc cực kỳ là đẹp luôn. Đó, còn phần bệ này thì đục chạm là bệ trúc này. Đó, đục chạm những cái cành trúc, lá trúc này. Đó, đục chạm rất là sắc nét và kênh bong này. Đó, những con chim cũng như là chữ thọ này, rơi ngậm thọ cũng như là những cành chim hoa này. Đó, một chiếc bệ cũng đục là rất là đẹp và tỉ mỉ luôn. Đó, các bác nào quan tâm đến cây tục tre này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghim trên màn hình, đó là 0912 862 834 ạ. Với một cây tủ chè như thế này thì bên cơ sở chơi đủ của họ sẽ cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 30 triệu. Đó, 30 triệu một cây tủ một chè khảm ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh này. Đó, 30 triệu một cây tủ chè. Đó, giá cơ sở em sẽ bao phí ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác ạ. Đó, trong clip ngày hôm nay các bác nào mà nghe không rõ hoặc xem không rõ thì nên trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Đó, em sẽ gửi hình chi tiết cho tất cả các bác ạ. Và các bác nào xem video thì hay thấy đẹp hãy cho bên cơ sở hỗ trợ đủ của chúng em là một tin như một follow, một chia sẻ kênh để cơ sở hỗ trợ đủ của chúng em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo, của người chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở hỗ trợ đủ của chúng em. Còn cơ sở của chúng em cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.